Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Mặc dù vẫn là dự án còn trên giấy tờ, thế nhưng tuyến xe điện Metro số 2 của Hà Nội đã cần phải tăng vốn tới gần gấp đôi. Theo tin từ tờ báo Dân Trí và tờ báo Lao động ở trong nước cùng với một số tờ báo khác, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Việt Nam hãy điều chỉnh việc đầu tư cho tuyến xe điện tại Hà Nội 11 kéo dài 11.5 cây số còn có tên gọi là tuyến số 2. Sự thay đổi lớn nhất mà Hà Nội xin được duyệt lại đó là tổng số vốn đầu tư sẽ tăng hơn 81% từ mức hơn 792 triệu Mỹ Kim được duyệt hồi năm 2008 lên thành 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Những tờ báo trong nước gọi đây là sự đội vốn sau hơn 15 năm không thể khởi công dự án này. Báo chí tại Việt Nam trích dẫn thông tin từ chính quyền Hà Nội cho hay những hạng mục tăng vốn đầu tư nhiều nhất đó là chi phí xây dựng cũng như thiết bị. Vẫn chính quyền Hà Nội lý giải rằng việc gia tăng tổng mức đầu tư do có các sự thay đổi về quy mô, tỷ giá, biến động về giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công và tiền lương v.v. trong khi tổng mức đầu tư cũ được cố vấn từ những năm 2000. Không có thông tin về ngày khởi công dự án này, thế nhưng các tờ báo tại Việt Nam trích dẫn lời chính quyền Hà Nội đề nghị dự án này sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2029. Theo đài VOA, thì kế hoạch của Hà Nội nhắm đến việc xây dựng 10 tuyến xe điện và tổng số đầu tư dự kiến vào khoảng 40 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề, cho tới nay, Hà Nội mới chỉ có một tuyến xe điện hoạt động từ cuối năm 2021 từ Cát Linh, Hà Đông và bản thân tuyến xe điện này cũng bị đội vốn. Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì ăn hối lộ. Sau thời gian vắng mặt bất thường tại nơi làm việc, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã bị bắt giữ. Tối 24 tháng Giêng, theo báo Thanh Niên, Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trung tướng Tô Ân Sô cho hay Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Lâm Đồng và các đơn vị dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Cơ quan điều tra xác nhận ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh. Hành vi của ông Quận bị cáo buộc gây hậu quả rất nghiêm trọng. Việc ông Quận vắng mặt dài ngày được các báo ở Việt Nam tường thuật giống nhau là đi công tác tại Hà Nội. Trong khi đó, mạng xã hội dấy lên tin cho rằng sự thật là Bí thư Quận đã bị Bộ Công an Việt Nam triệu tập rồi bắt tại Hà Nội, nhưng chưa công bố do vướng các tin đồn về bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan vụ án này, mới đây ngày 2 tháng Giêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Ngoài những người nêu trên, theo báo Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 12 năm ngoái, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, bị quy trách nhiệm là người ký kết luận thanh tra về việc sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra đối với dự án Sài Gòn – Đại Ninh hồi năm 2021, đã chết bất thường hồi đầu tháng 3 năm 2023. Tin liên quan tới các casino tại Việt Nam. Tuy mỗi ngày họ thu về được hơn 12.400 Mỹ Kim, thế nhưng casino Hạ Long vẫn bị lỗ nặng. Công ty quốc tế Hoàng Gia là đơn vị sở hữu casino Royal Hạ Long tiếp tục bị thua lỗ nặng trong tam cá nguyệt cuối cùng của năm ngoái với số bị lỗ ròng là 731.000 Mỹ Kim, đánh dấu tam cá nguyệt bị thua lỗ thứ 17 liên tiếp của casino này. Nói cách khác, công ty Hoàng Gia đã có 5 năm liên tục bị lỗ trong việc hoạt động của họ. Doanh thu thuần túy của tam cá nguyệt cuối của năm ngoái thì công ty quốc tế Hoàng Gia bị lỗ hơn 1 triệu Mỹ Kim, tức là hơn 21% so với cùng kỳ năm 2022, đến từ hai hoạt động đó là câu lạc bộ casino chiếm 56% và khách sạn biệt thự chiếm 44%. Như vậy, mặc dù mỗi ngày họ bỏ túi hơn 12.400 Mỹ Kim, thế nhưng công ty này vẫn tuyên bố bị lỗ. Theo giải trình, công ty này cho hay tình hình kinh tế năm 2023 nói chung và thị trường du lịch nói riêng sau đại dịch COVID-19 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Người dân trong nước hạn chế việc đi du lịch. Ngoài ra, cho tới tam cá nguyệt thứ tư của năm ngoái,
Trung Quốc là thị trường đóng góp khách quốc tế lớn cho AIC, thế nhưng lượng khách vẫn giảm mạnh. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, công ty Hoàng Gia có số dư nợ tăng 15% so với đầu năm. Liên tiếp bị thua lỗ cũng là nguyên nhân chính dẫn tới việc cổ phiếu của công ty quốc tế Hoàng Gia bị hủy bỏ niêm yết trên HOSE từ tháng 5 năm 2022 để chuyển sang giao dịch trên sàn Upcom. Hiện nay, giá cổ phiếu của công ty này bị giảm gần 60% so với đầu năm 2023. Liên Âu đưa 5 mặt hàng nông sản, thực phẩm Việt vào diện kiểm soát. Truyền thông nhà nước loan tin 5 mặt hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam vừa bị Liên minh châu Âu đưa vào diện kiểm soát khi xuất cảng vào thị trường này, bao gồm ớt chuông, mì ăn liền, sầu riêng, đậu bắp và thanh long. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam cho truyền thông hay, văn phòng đã nhận được thông tin từ Ban Thư ký WTO về thông báo của Liên Âu về việc tạm thời tăng cường kiểm soát chính thức và các biện pháp khẩn cấp quản lý việc đưa một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba vào Liên Âu. So với thông báo hồi cuối năm 2023, Việt Nam có 4 mặt hàng gồm đậu bắp, mì ăn liền, ớt chuông, thanh long vẫn giữ nguyên tần suất kiểm tra. Chỉ riêng có sầu riêng thì phải bổ sung tần suất kiểm tra là 10%. Theo ông Nam, việc Liên Âu tăng hay giảm tần suất kiểm tra biên giới đối với mặt hàng nông sản thực phẩm, thức ăn chăn nuôi của các nước thứ ba là hoạt động thường xuyên theo quy định. Không chỉ có nông sản thực phẩm của Việt Nam, nhiều mặt hàng nông sản của các nước khác cũng áp dụng tương tự. Vẫn theo ông Nam, trong năm 2023, Việt Nam chỉ có 67 cảnh báo, giảm 5 cảnh báo so với cùng kỳ năm 2022. Về sầu riêng, 6 tháng cuối năm 2023, Việt Nam chỉ có 3 lô hàng sầu riêng hơn 1 tấn vi phạm quy định của Liên minh châu Âu. Theo dữ liệu của tạp chí Agoda, thì Việt Nam lọt vào danh sách top 5 điểm đến hàng đầu dành cho du khách đang tìm kiếm các địa điểm cho kỳ nghỉ Tết sắp tới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng với Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Cũng theo dữ liệu này, thì du khách của Nam Hàn dẫn đầu bảng xếp hạng là số lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, vượt qua số lượng du khách đến từ các thị trường của Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông và Nhật Bản. Top những điểm đến nội địa được du khách quốc tế yêu thích nhất trong dịp Tết này lần lượt là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc. Trong khi đó, du khách của Việt Nam lại chọn thành phố Đà Lạt là điểm đến hàng đầu để tận hưởng kỳ nghỉ Tết sắp tới. Các địa điểm nghỉ dưỡng trên đồi thu hút nhiều du khách Việt Nam nhất, vượt qua những thành phố biển nổi tiếng như là Nha Trang, Đà Nẵng và Phan Thiết. Thành phố Sài Gòn cũng có mặt trong top 5 và đứng thứ 4 về số lượng đặt phòng trong suốt kỳ nghỉ này. Ngoài ra, nhiều người Việt Nam lựa chọn du lịch nước ngoài vào dịp Tết Giáp Thìn. Thông tin từ Agoda cho thấy, nhiều du khách Việt Nam chọn Bangkok là điểm đến cho dịp Tết sắp tới. Miền Bắc chìm sâu trong giá rét dưới 10 độ. Tất cả 25 tỉnh thành miền Bắc sáng nay đều rét dưới 10 độ C, thấp nhất là Mẫu Sơn, Lạng Sơn, âm 2,9 độ, giảm hơn sáng hôm trước gần 2 độ. Tại núi Mẫu Sơn, băng vẫn tràn ngập từ đỉnh 1.520m xuống dưới độ cao 900m. Băng đá đóng dày từ 2 đến 4cm, bao phủ tất cả cây cối, thảm cỏ, phương tiện để ngoài trời. Ngoài Lạng Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận 8 tỉnh rét dưới 5 độ. Tại Hà Nội chỉ có trạm Hà Đông 9 độ, các trạm Ba Vì, Láng, Hoài Đức, Sơn Tây đều quanh ngưỡng 8 độ C. Chí Linh, Hải Dương là nơi rét nhất 7 độ C. Hà Nội tiếp tục cho học sinh tiểu học ở nhà. Tại miền Trung, rét dưới 10 độ C đã mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế dao động từ 11 đến 14 độ C. Các địa phương phía Nam, đèo Hải Vân, nhiệt độ cũng giảm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định rét hại, tức trung bình ngày từ 13 độ trở xuống, sẽ duy trì đến 26 tháng Giêng, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đến 25 tháng Giêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ hướng dẫn người dân phòng chống rét, nhất là người cao niên, trẻ em và người yếu thế, có biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác huấn luyện kỹ năng về kỹ thuật số cho hơn 3.000 sinh viên. Ngày 23 tháng 1, Phái đoàn Ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức là USS, và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia gọi tắt là INC, tổng kết những kết quả đạt được về việc phát triển nguồn nhân lực
trong khuôn khổ của chương trình hoạt động nguồn nhân lực cho công tác đổi mới sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, tức là WISE, do USAID tài trợ. Với ngân sách là 2.200.000 Mỹ Kim, Phái đoàn Ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam và tổ chức NIC đã hợp tác để mở rộng các kỹ năng kỹ thuật số cho Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam. Kết quả, chương trình đã hợp tác và đóng góp kinh phí với 9 cơ sở đào tạo tư nhân, phi lợi nhuận để huấn luyện kỹ năng kỹ thuật số cho hơn 3.000 sinh viên và 500 giáo viên đến từ hơn 60 trường đại học và cao đẳng. Chương trình này cũng huy động tới 1 triệu Mỹ Kim tiền đóng góp từ các công ty cho các lĩnh vực tư nhân, đào tạo kỹ năng kỹ thuật số cho sinh viên ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như các vùng nông thôn. Bên cạnh đó, sự hợp tác đã thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Xuất hiện biến thể phụ JN1 tại thành phố Sài Gòn, số ca nhập viện tăng cao. Biến thể phụ JN1 được phát hiện ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm ngoái tại thành phố Sài Gòn. JN1 là biến thể phụ từ biến thể BA286 của Omicron, được WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm. Thông tin này được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Sài Gòn công bố sau kết quả giải mã trình tự gen được tiến hành bởi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Sài Gòn và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford. Biến thể phụ JN1 được phát hiện ở 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhập viện điều trị trong tháng 12 năm 2023. Đây cũng là biến thể gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Dữ liệu này được đưa ra sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn Dương Anh Đức cho biết tình hình dịch bệnh đường hô hấp diễn biến phức tạp, cùng cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID và đề nghị các địa phương tăng cường, nâng chất hệ thống cơ sở y tế. Có tới 3 thành phố của Việt Nam đoạt giải thành phố du lịch sạch, đó là Huế, Vũng Tàu và Quy Nhơn. Được vinh danh là thành phố du lịch sạch Asian 2024 là giải thưởng nằm trong khuôn khổ diễn đàn du lịch Đông Nam Á. Theo cơ quan du lịch quốc gia, lễ trao giải thưởng thành phố du lịch sạch được diễn ra tại thủ đô Vientiane của nước Lào vào chiều 26 tháng 1. 3 thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải đó là Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Giải thưởng này nằm trong khuôn khổ diễn đàn du lịch Đông Nam Á ATP diễn ra từ ngày 22 cho tới ngày 27 tháng 1. Đây không phải là lần đầu tiên 3 địa điểm nói trên được trao giải thành phố du lịch sạch của khối ASEAN. Quy Nhơn từng được xướng tên vào năm 2020, Vũng Tàu và Huế cũng đã 3 lần thắng giải trước đó. Thành phố du lịch sạch là giải thưởng thường niên góp phần tôn vinh phát triển thương hiệu du lịch chất lượng cao trong khu vực. Các địa điểm đến trong khu vực muốn tham gia tranh giải sẽ phải gửi hồ sơ và các chuyên gia sẽ chấm điểm dựa trên 180 tiêu chuẩn của giải thưởng và chia vào 7 hạng mục chính, đó là quản lý môi trường, mức độ sạch sẽ, quản lý chất thải, ý thức bảo vệ môi trường, không gian xanh, an toàn an ninh đô thị và y tế cùng với hạ tầng cơ sở cũng như các tiện ích về du lịch.